GE chế tạo trùng đất robot để đào đường hầm cho quân đội Hoa Kỳ. Theo nguồn tin từ Popular Mechanics và GE Reports, cơ quan dự án nghiên cứu phát triển quốc phòng của ngũ giác đài đang tài trợ một trong những khái niệm robot kỳ lạ nhất. Một robot bắt chước con côn trùng đất để đào đường hầm dưới lòng đất. Đó là một phần của nỗ lực thể hiện các kỹ nghệ đào đường hầm bằng robot sẽ cung cấp một cách an toàn để tiếp tế cho quân đội Hoa Kỳ trong các khu vực chiến đấu. Trong những năm gần đây, một số nhóm vũ trang xuyên quốc gia đã chuyển sang đào đường hầm để hỗ trợ cho các hoạt động ma túy, khủng bố và bán quân sự. Cũng theo dữ liệu của quân đội, trong một số tình huống như chiến tranh đô thị, nguồn tiếp tế đã chiếm 60% thương vong trong các cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ tham chiến. Các băng đảng ma túy, các nhóm khủng bố Hezbollah, Hamas và nhà nước Hồi giáo đã đào các đường hầm dưới lòng đất có khả năng di chuyển ma túy, máy bay chiến đấu và thiết bị quân sự. Trong khi các kỹ nghệ thấp thiên nhiên, đường hầm là một phương pháp để tạo ra các đường cung cấp an toàn, ẩn khỏi con mắt dòm ngó của đối phương. Trong khi đó, thì các lực lượng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho tình huống chiến đấu tại các đô thị lớn rải rác với các thành phố có dân cư từ một triệu người trở lên trong một môi trường đô thị dài khoảng 100 mét, dường như không thể vượt qua các tòa nhà, cống rảnh và các con hẻm. Trong một thông cáo báo chí, General Electric cho biết là họ đã nhận được khoản tài trợ 2.5 triệu Mỹ Kim trong vòng 15 tháng, thông qua chương trình Underminer của Cơ quan Dự án Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng. Để hỗ trợ dự án hầm mỏ một chương trình thiết kế để chứng minh tính khả thi của việc xây cất nhanh chóng các mạng lưới đường hầm chiến thuật cho phép tiếp tế an toàn, đáp ứng nhanh chóng cho quân đội. Một con trùng đất robot khổng lồ và di chuyển trong một đoạn phim ngắn. Một trùng đất robot dài 6 inches, rộng 2 inches, gần đây đã chui xuống đất tại địa điểm thử nghiệm GE Research ở Nikayuna, New York. Khi nó hoạt động thì các kỹ sư hy vọng có thể đào được một đường hầm dài hơn 5 sân football chỉ trong vòng 90 phút. GE sử dụng kỹ nghệ sinh học bắt chước tính chất thiên nhiên để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho người, bắt chước một con cung trùng đất không chỉ về hình thức mà cả chức năng. Trùng đất robot sử dụng các cơ nhân tạo, di chuyển theo kiểu tương tự như một con trùng đất thật, có khả năng thích ứng thay đổi dáng đi tùy theo điều kiện của đất và nó có thể tạo ra các đường hầm mà không cần mang theo bất kỳ vật liệu nào. Trùng đất dựa vào cấu trúc cơ bắp chứa đầy chất lỏng được gọi là bộ xương thủy tĩnh, tạo ra những áp lực đó bằng cách thổi phồng cơ bắp của nó, neo vào lưng robot trong khi máy khoan khuấy lên và di chuyển đất ở phía trước. Khi trùng đất di chuyển, một số phần trong cấu trúc của chúng mở rộng triệt để để mở rộng các đường hầm sau đó các phần khác trở nên dài hơn để tạo ra sự di chuyển và xâm nhập sâu hơn trong lòng đất nhưng làm thế nào trùng đất sẽ điều khiển hướng đi dưới lòng đất trùng đất robot cần có một hệ số dẫn đường di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác có thể xê dịch tọa độ gps giữa hai vị trí thành một tuyến đường ngầm và bám sát tuyến đường đó bất chấp mọi trở ngại trên đường đi con trùng đất robot sẽ sử dụng kỹ nghệ siêu âm để đánh giá độ vững chắc của môi trường chung quanh để tìm đường đi qua các địa hình gồ ghề giống như một chiếc máy bay nó sẽ theo dõi các chuyển động của chính nó cũng như lực lượng góc và vị trí của nó nhóm nghiên cứu ge đã thiết kế một nguyên mẫu và thực hiện một số thực hành quy mô trong phòng thí nghiệm ban đầu về việc robot đào đường hầm qua lòng đất Mục tiêu trong vòng 15 tháng của GE là phát triển một robot có thể đào đường hầm với tốc độ là 10cm cho một giây và đào một đường hầm dài 500m với đường kính là 10cm. Trùng đất robot có thể đào bới đất để lại phía sau một đường hầm gấp đôi đường kính của nó. Da của robot được làm bằng lưới dựa trên sợi, giống như bên ngoài của côn trùng đất, cung cấp một lá bền trắng, có thể uống cong và bảo vệ khoang chứa đầy nước khỏi môi trường ngầm, thô rác và nghiệt ngã. Bởi vì robot thải chất dọc theo các bức tường khi nó tiến về phía trước, nó có thể di chuyển mà không cần phải loại bỏ bất kỳ vùng đất nào mà nó đi qua. Deepak Trivini, người tiên phong trong lĩnh vực robot mềm, trong đội thiết kế của GE, đã đến Hoa Kỳ với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp từ Delhi, Ấn Độ vào năm 2004 đã tốt nghiệp tại Đại học Hoa Kỳ của tiểu bang Pennsylvania. Một trùng đất robot hoạt động làm việc cho quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ lớn hơn rất nhiều để có khả năng di chuyển một số lượng vật thể đáng kể. Trong Thế chiến thứ hai, hàng ngàn chiếc xe vận tải của quân đội Hoa Kỳ có biệt danh là Red Bull Express, quả bom đỏ tốc hành, đã giữ cho Patton, The Third Army, hồi sinh trong cuộc chiến ở khắp Âu Châu trong tương lai thì các binh sĩ quân đội hoa kỳ có thể thấy được mình sẽ được tiếp tế bởi trùng đất tốc hành